Thôi, bạn đừng có dành thời gian làm thêm những cái sản phẩm khó làm đó nữa. Cứ nỗ lực nhập về rồi lại bảo sao không bán được, chịu luôn đấy. Vậy bán cái gì bây giờ? Người ta nói người thành công thường có lối đi riêng. Vậy lối đi riêng đó là gì? Mình chỉ cách một lần nữa trong cái video này thôi nha. Ráng mà xem hết ha. Xem xong mà còn lao vào nhập những cái sản phẩm khó bán nữa thì đừng có tìm mình mà bán than đó nha. Chào bạn, mình là Đặng Tuyết. Thì mấy anh em seller chơi với nhau á, thi thoảng ngồi nói chuyện thì mình biết là có những chị vừa làm cơ quan lại vừa có shop bán hàng, rất là siêng. À, cái shop chỉ có doanh thu khoảng tầm hơn 150 tới 200 triệu một tháng thôi. Nhưng đừng có coi thường nha, lợi nhuận cũng nhiều đó. Vì làm rất tỉ mẩn nữa nên là lợi nhuận cũng rất cao. Tỉ mẩn tức là cần cù đó. Làm dần 4 tới 5 shop như thế, cộng lại thì tiền nó nhiều lên. Xong là giao cho chồng. Chồng ít việc nên là ở nhà quản lý luôn. Hai vợ chồng cùng làm. Mà lúc làm được shop đầu rồi á, đến cái shop thứ hai, shop thứ ba, quen cách làm thì những cái shop sau á cứ thế làm rất là nhàn. Thì đó chính là lối đi riêng. Và sau đây là cách mà mình gợi ý cho bạn làm. Những bạn nào mà follow, xem kênh mình nhiều á thì cũng nghe mình từng nói về việc là lựa chọn sản phẩm ngách để bán rồi. Ngách thì bạn cứ tưởng tượng là nhà ở trong ngách hẻm. Nhà giàu nhiều tiền thì khi mà mua nhà á thì họ sẽ bon chen ra được những cái căn mặt phố. Ai ít tiền hơn á thì họ chọn những cái nhà trong hẻm ngõ ngách, vừa túi tiền hơn, đúng không? Thì chọn sản phẩm kinh doanh nó cũng tương tự. Ai có lực hơn thì chơi ngách rộng, ai ít tiền mới tập á thì chọn ngách hẹp hơn một chút. Cái lợi ích khi mà bạn chọn bán sản phẩm ngách là, thì bạn ghi những cái ý này lại nhé. Thứ nhất là ít người cạnh tranh hơn chút. Cái thứ hai là làm content nội dung, truyền tải đúng thông điệp đến đúng người hơn. Thứ ba là cái tỷ lệ chuyển đổi cao hơn. Và cái thứ tư là cái lợi nhuận cao, nó ổn định hơn vì ít phải cạnh tranh về giá. Và cuối cùng là bạn có thể tập trung cái nguồn vốn vào một mã sản phẩm. Trong cái video này, mình có chỉ cách chọn sản phẩm ngách và chỉ cả cách bán ở trên nền tảng Facebook. Và trong video hôm nay thì mình chỉ thêm một số cách lựa chọn ngách. Thì xem xong video này, bạn sẽ có thêm hiểu biết để mà bạn làm. Và bạn muốn bán đâu thì bạn bán. Còn ai nhanh nhạy nhặt được gì thì nhặt để mà làm ha. Biết đâu đó là khi mà nghe xong á, thì bạn sẽ lóe lên cái ý tưởng gì đó thì sao? Đầu tiên, chọn sản phẩm ngách dựa trên. Cứ nghe đã ha, thì sẽ được cách làm. Có những thứ chúng ta nghĩ rằng là nó lỗi thời rồi, nhưng mà thực tế á, kim tổng cổ, cổ lại tổng kim. Khi mà đa phần cứ chạy theo bán hàng trend, nhưng nếu mà nhìn lại quá khứ một chút thì chúng ta vẫn nhặt được đầy thứ để bán ở hiện tại. Mình ví dụ băng cassette hay là đĩa CD, ai cũng nghĩ là cái này mấy ai mà xài nữa, đúng không? Khi mà âm nhạc trực tuyến lên ngôi thì chúng ta có Apple Music này, Spotify này, YouTube này, thì người ta tưởng chừng là những cái thể loại băng cassette hay là đĩa CD hay là cái đĩa than nó lỗi thời, nhưng mà vẫn kinh doanh được. Ở các thị trường Nhật hay là US, chứng kiến sự quay trở lại của băng cassette trong những cái thời gian vừa qua. Tại thị trường Mỹ đã chứng kiến là 306.384 băng cassette được bán ra. Ở Việt Nam cũng thế. Cái sản phẩm nào mà cứ còn người dùng á thì mình cũng có thể bán được. Khi mà xã hội phát triển hơn thì con người ta vẫn thích sử dụng những cái chất liệu cũ kỹ. Người ta vẫn sử dụng những cái vật dụng xưa cũ. Nó mang lại như kiểu là cái vùng trời bình yên á, kiểu không xô bồ, nhanh gấp gáp như là những thứ mà thế hệ sau đang tận hưởng. TikTok. Vậy thì để bán băng cassette thì cái đối tượng mà ta nhắm đến sẽ là cái thế hệ millennial, tức là cái thế hệ 8X, 9X như mình á. Băng cassette vẫn bán được vì chúng giàu cảm xúc. Mình nhớ là ngày xưa cứ chiều tối là mình lại bật băng cassette lên với những cái giai điệu bài hát kiểu là đêm trong đêm ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa. Cho ông bà nội mình nằm ở vòng đông đưa nghe. Không riêng gì mình thì các bạn 8X, 9X thì ai cũng có những cái kỷ niệm riêng của mình với băng cassette, đúng không? Đương nhiên là đối với những cái ngách như thế này thì cái suy nghĩ hiệu quả nhất là gì? Bạn có biết không? Vẫn là khách còn dùng thì mình xem xét còn bán được, vẫn tập hợp được những người mà có chung sở thích được. Cái nhu cầu nó có sẵn rồi.
Còn những ai mà đã từng bỏ rồi á, thì mình chỉ cần vẽ lại cái kỷ niệm là hồi ức họ ùa về thôi, thì họ sẽ mua. Bán cassette hiện tại thì chủ yếu là được bán qua những cái hội nhóm ở trên Facebook và thông qua website. Còn trên sàn thương mại điện tử vẫn là một màu xanh xanh. Nếu mà bạn làm tốt khâu content nội dung á, thì rất là dễ bán. Bạn nhìn này, chưa có shop nào làm chỉnh chu, cái số bán thì nó vẫn còn ít. Ngoài băng đĩa cassette ra thì còn có đĩa CD cũng tương tự. Hay trò chuyện thì mình biết là nhiều người bỏ mối thì doanh số cả 100 triệu tháng. Đăng sàn thương mại điện tử lên bán chơi chơi á, thì doanh thu mỗi tháng cũng được hơn 30 triệu. Vậy, lời ở đâu? Đố bạn nào đoán được cái sản phẩm này lời được 15% hay 20% không? Hay là bao nhiêu? Thì comment xuống cái video này cho mình biết nhé. Thế thì việc của chúng ta là chăm chỉ, chúng ta sẽ làm được một cái con sản phẩm, làm được một cái shop ngách đầu tiên giống như thế này rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tiếp tục làm đến con sản phẩm ngách thứ hai, shop thứ hai, thứ ba, đi từng bước nhỏ thôi. Bạn hình dung được chưa? Làm việc gây dựng tương lai hay là kinh doanh phát triển sự nghiệp thì phải chăm chỉ, làm dần thì từ từ nó đầy đủ. Chứ bạn đừng có lười nhé. À, bạn hãy like video cho mình một cái và comment cho kênh nhé, để mình có thêm hào hứng chuyển qua ngách thứ hai nhé. Hầu hết là mọi người bán hàng đều chọn những cái sản phẩm thuộc cái ngành hàng khác như là gia dụng này, mỹ phẩm, thời trang, đúng không? Đó là mọi người đang tập trung vào những cái ngành hàng lớn, đang có nhiều người làm, nhu cầu đông, nhưng đông người bán ở nơi cái thị trường rất là rộng, nhưng mà đông người bon chen á cũng thành chật. Trong khi những cái sản phẩm làng nghề truyền thống của Việt Nam á đang yếu trong cái khâu là đưa sản phẩm lên môi trường online để bán. Nếu các bạn mà biết cách khai thác những cái sản phẩm truyền thống thì đó cũng là một cái ngách xanh để các bạn xem xét bán. Ví dụ như đôi bạn trẻ này nhờ tận dụng cái xưởng rèn dao truyền thống của bố mẹ đã bỏ việc ở thành phố về quê bán dao. Vừa bán được dao mà vừa tạo công ăn việc làm cho nhiều người trong làng nghề thì đó là cái niềm hạnh phúc của nhà bán hàng. Nếu bạn sinh ra hoặc là đang sinh sống tại một cái làng nghề nào đó thì mình nghĩ đó là cái cơ hội cho bạn, cũng là cái cơ hội để mà gìn giữ và phát triển tiếp cái làng nghề, mang lại cái nguồn thu nhập cho những người dân tại chỗ. Bạn hoàn toàn nghĩ đến việc là đưa cái sản phẩm làng nghề lên online để bán. Nếu mà bạn chưa biết bán gì, nó rất ý nghĩa đấy. Ở Việt Nam mình thì có rất là nhiều làng nghề như là làng chiếu này, làng gốm, làng lụa tơi tằm hay là nón lá. Ví dụ nón lá Huế, có một số shop cũng manh nha bán ở trên Shopee rồi này, nhưng mà cái số bán nó chưa nhiều. Nếu bạn khai thác, bạn biết làm thì dư sức vượt qua số bán hiện tại của họ. Bạn tập trung vào làm cho nó bài bản, chuyên nghiệp luôn từ đầu á, thì không cần phải lo lắng gì nhiều đâu. Trong khi nhà nhà nhập hàng Trung Quốc để bán thì làm thêm shop ngách nữa, đi theo hướng những cái sản phẩm làng nghề truyền thống như thế là một cái hướng không hề tồi đâu. Làm shop cho bài bản chuyên nghiệp thì trong chương trình học kinh doanh sàn thương mại điện tử này thì các đường đi nước bước mình có hướng dẫn cả rồi. Mọi người đăng ký học, sau đó là cứ thế mọi người triển khai làm nhé. Tiếp theo bạn có thể làm tiếp một cái shop ngách khác. Mình có người cô về hưu thì cô ấy trước làm trong phòng y tế của một công ty người Nhật. Tuy lớn tuổi mà cô rất là khỏe, đi làm từ thiện từ vùng này đến vùng khác. Trong khi á, bản thân mình đi đâu xa về là mệt đừ người ra. Mình mới hỏi vui là sao cô khỏe thế. Cô kể là tuy ăn chay nhưng mà cô hay bổ sung cái này cái kia. Thế là mình cũng mua về cho mình uống và cho cả mẹ mình uống. Và cái hay của những cái sản phẩm bổ sung này á, là uống bổ sung liên tục, nên là hầu như cứ hết là mình lại mua. Ông bà nào mà khai thác được cái ngách này là ngon à. Nhưng bạn nhớ là trong một shop thì bạn có thể đăng tam sao thất bản các loại lên, nhưng chỉ tập trung vào một cái con sản phẩm kia thôi nhé. Điều này là quan trọng nhất đấy. Bạn kiếm ra được một khách hàng và họ cứ thế quay lại mua thì ngon không? Research qua một chút thì các bạn biết là dân số Việt Nam mình á đang già hóa. Hiện tại cả nước là có hơn 16 triệu người từ 60 tuổi trở lên. Một con số rất cao. Trong khi á, bệnh viện nó không mọc thêm là mấy. Đây là dấu hiệu cho thấy những cái sản phẩm dịch vụ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người già ở trong tương lai á, sẽ phát triển mạnh. Bạn biết là người già thì hay gặp những cái căn bệnh như là cao huyết áp này, hay là bệnh về tim mạch, tiểu đường, tai biến, xương khớp các thứ, đúng không? Thì bạn hãy tìm những cái sản phẩm bổ sung liên quan đến những cái bệnh đó.
Mình ví dụ, người già hay bị xương khớp thì bạn bán những sản phẩm bổ sung canxi hay là glucosamine. Tai biến thì bổ sung những cái sản phẩm hỗ trợ chống đột quỵ, hay là những bệnh về tim mạch. Trí nhớ thì bổ sung omega. Nếu mà nhiều ông đã bán những cái sản phẩm omega rồi á, thì mình lựa chọn qua khai thác về những cái sản phẩm phòng ngừa tai biến đột quỵ. Khi bản thân là người mới, vốn ít này, kỹ năng ít, kéo traffic thì chỉ biết mỗi dí quảng cáo, thì làm mấy cái ngách nhẹ nhẹ thôi để mà tập dần. Vì cái bậc thang đầu tiên bao giờ cũng là bậc cao nhất, trở nên quá tầm khi mới làm. Bạn sẽ cảm thấy khó hơn chút, nhưng chăm chỉ làm, bạn quen rồi á, thì những cái bậc tiếp theo á, sẽ dễ dàng hơn. Chứ nhiều ông bán quần boxer rồi mà bạn cứ đâm đầu vào bán boxer á, thì sẽ bị áp lực về cái khối hàng đang chất đống. Bạn đang chưa có gì mà lao đầu vào á, thì chỉ có nước. Nên là bạn cứ nghe mình, mới làm thì đi chậm thôi. Đi chậm không đáng sợ, đi lạc mới đáng sợ. Khi làm quen rồi á, thì những cái nấc thang sau á, nó sẽ ngắn hơn. Khi chọn cái sản phẩm ngách thì bạn hãy tính toán cho mình. Thứ nhất là cái sản phẩm đó phải kiếm ít nhất là từ 150 tới 200 triệu trên tháng gì đấy. Chứ mà cái ngách nó bé quá, làm bỏ công. Thứ hai là ít đối thủ cạnh tranh và cái số bán nó chưa vượt quá con số là 1.000. Thứ ba là tìm ra một điểm USB của sản phẩm để mà bán được giá cao hơn. Thì việc của bạn là làm ra được tầng shop 1, mỗi shop cho doanh số lên top rồi á, thì làm tiếp cái shop thứ 2, shop thứ 3, shop thứ 4 ra, đi từng bước nhỏ thôi. Đây cũng chính là một cái lối đi riêng sẽ ít rủi ro, mà không nhất thiết là bạn cứ phải bon chen vào cạnh tranh những cái ngành quá khốc liệt. Như vậy là trong video này mình đã hướng dẫn cho bạn 3 hướng lựa chọn sản phẩm ngách. Thứ nhất là chọn sản phẩm ngách dựa trên những cái sản phẩm xưa cũ. Thứ hai là dựa trên cái sản phẩm làng nghề truyền thống. Thứ ba là dựa trên những vấn đề sức khỏe của người già. Và nhớ đến ba cái mục này khi mà chọn cái sản phẩm ngách nhé. Xây được nhiều shop ngách nhỏ nhưng cộng lại cũng ra được một cái khoản to cho mình. Ok, bạn đang kinh doanh gì hay là có thắc mắc nào thì hãy để lại bình luận ở bên dưới video này nhé. Giúp được gì thì mình sẽ giúp. Ấn đăng ký kênh và nhấn luôn quả chuông ở bên cạnh để nhận thông báo cho những cái video hướng dẫn kinh doanh kiếm tiền mỗi khi mà mình up lên nhé. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo. Bye bye.